chính quyền quân đảo New Caledonia đã ban hành lệnh giới nghiêm ở thủ phủ Numia từ 18 giờ ngày 14 tháng 5 đến 6 giờ ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, đồng thời cấm tất cả các cuộc tụ tập và sử dụng rượu ở khu vực này. Sân máy quốc tế ở Numia được lệnh đóng cửa và tất cả các chuyến bay thương mại bị hủy bỏ sau khi các cuộc biểu tình tại đây biến thành bạo loạn nghiêm trọng. Trước đó, biểu tình và bạo lực đã xảy ra vào ngày 13 tháng 5 trước thêm cuộc bỏ phiếu Quốc hội Pháp về các quy định điều chỉnh đối với vùng lãnh thổ New Caledonia người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường trọng điểm và tấn công cảnh sát. Nhiều cửa hàng xe cộ bị hư hại và đốt cháy. Chính quyền New Caledonia đã liên án hành vi phá hoại tài sản và đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. Tình hình mất an ninh nghiêm trọng đang diễn ra tại Nouméa và các thị trấn xung quanh. Lực lượng an ninh đã được huy động để chấn áp những đám đông quá khích và bắt giữ 36 đối tượng. Sân bay quốc tế ở Nouméa sẽ được mở cửa trở lại khi tình hình được cải thiện. Vùng lãnh thổ New Caledonia nằm cách Pháp 18.000 km được xem là có vị trí chiến lược đối với Paris trong chiến lược tăng cường ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Vùng đất này cũng là khu du lịch nổi tiếng và chứa tới 1 phần tư trữ lượng quặng Niken toàn cầu.